rất là đẹp. Máy móc này các bạn đang non luôn. Hôm nay lên đồ chơi nhiều. Đây vào đi. Sáng quay cho quý anh chị và các bạn xem. Cái này nó dàn đèn trước nó không đủ chứ anh? Đèn á. Ừ. Nó không đủ nè. Đủ máy móc mà. Đây đèn đây. Đó. Đẹp không? Rất đẹp. Con này ban đêm thôi, con ban đêm thì khỏi chê đó. Con này giá nhiêu anh? Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay mình sẽ đến cửa hàng Hoàng Việt Ô Tô. Đấy, anh Việt các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật cái lô xe mới về á. Xe về rất là nhiều, về Ad này, rồi Vinner á. Đó, anh đó anh Việt nha các bạn. Thì trước anh có cam kết là Tết thì tới nhưng mà xe sẽ không tăng giá nha các bạn. Đó. Và ở đây có dịch vụ trả góp á, thì mình sẽ xin lướt qua cho quý chị và các bạn cái lô xe mới về. Đó, trước mặt các bạn nó là một con Ad 150. Mình nói là cực đẹp ha. Có gì tí nữa mình sẽ quay chi tiết cho quý anh chị và các bạn ha. Đó. Đẹp lung linh. Xe thì về rất là nhiều luôn nha quý chị và các bạn. Thì quý chị và các bạn muốn mua thì các bạn liên hệ qua cái địa chỉ là 377 Nguyễn Văn Linh, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0932466, cuối cùng là số 1 nha các bạn. Và các bạn nên tham gia vào cái fanpage Xe Máy Giá Rẻ để mà theo dõi những cái lô xe mới về. Đó, mình thường cập nhật ở trên cái fanpage đó hoặc là những đợt thanh lý giảm giá đồ nữa nha các bạn. Đó, như những loại màu bạc rồi màu đen nhám rồi nhìn rất là đẹp. Đây là những con mới về. Ad 135 thì đợt này lại có hai chiếc nha các bạn. 5 chiếc à? Wow. Đợt này về Ad 135 rất là nhiều. Đó. Có lẽ là đợt này 135 thì đi rất nhiều, còn đây là những con xe khách đổi, ví dụ như là Sirius nè. Có một con Dream nữa. Đó. Vinner thì rất là nhiều trong kia luôn. Rồi thì có lẽ là mình sẽ quay chi tiết cho quý chị và các bạn ha. Báo giá từng con. Thì quý chị và các bạn nào muốn mua thì nhanh tay liên hệ. Ở đây trả góp thì ngân hàng hỗ trợ tối đa là 25 triệu. Và mình sẽ không có được không có giữ lại cả việc gốc, nên các bạn cứ yên tâm ha. Khi vay xong là mình lấy cả việc về luôn. Rồi, mình sẽ đi chi tiết giá của từng con ha các bạn. Đây các bạn, thì đầu tiên có lý là cái lô Ad đồ thì từ á, sẽ giới thiệu mấy cái con này luôn. Ba con xe số phổ thông. À, ba con xe phổ thông. Đó, đây anh. Sirius Yaki này này, cặp này mà anh em nào mà chạy Grab là cực kỳ là ok. Giá thì rẻ thôi. Ví dụ như con màu trắng này này, bán cho các bạn là 14 triệu. Con màu đỏ bên đây bán cho các bạn 11 triệu 500. Super Dream con này đăng ký 25, bán cho các bạn là 13 triệu 500. 13 triệu 500. Máy zin nhá, dàn ngoài thì mòn cho 5 tháng. Rõ rồi. Đó. Rồi, có lý là mình sẽ chuyển qua nhanh đi đầu những cái dòng này. Thì Ad 135 á các bạn. Đợt này về Ad 135 thì có 5 chiếc Ad 135. Thì trước mặt quý anh chị và các bạn đó là một cái con màu xanh trắng. Xanh. Nhìn rất là đẹp. Trắng xanh và đỏ đen. Con này đợi nhiêu anh? Con này là cuối 2014 luôn em ơi. Cuối 2014. Máy zin, xe zin 22 triệu. 22 triệu. Biển số đâu anh? Biển số 68. 68 Kiên Giang. Đề máy giúp em. Máy cầm vào.
luôn. Vậy là cái con này nếu mà mình trả góp thì trả nhiêu anh? Con này trả dạ 2 triệu á. Cái con này 2 triệu là cho lái xe rồi đó, con này 2 triệu là cho lái xe nha quý chị và các bạn. Rồi tiếp theo là một con ẹt màu 135 màu đỏ đen đó. Con này giá cũng 20 triệu cộng 2 gọi là 22 triệu. 22 triệu. 24 luôn. 24 luôn. Tại vì xe rất là đẹp đó các bạn. Đó. Rồi còn lại 3 chiếc thì có gì tí nữa mình sẽ quay sau cho quý chị và các bạn á. Đó cũng 22 triệu cũng trả 2 triệu. 2 triệu trả số lý thôi các bạn. 200. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái lô S150 cho quý chị và các bạn á. Đó, trước mặt các bạn đó là những cái con tuyệt đẹp. Đó, đây là khách đang chốt rồi. Đó. Đang vô để mua, đang chốt xe các bạn. Rồi, đây là một con này nhá. Rồi, xanh GB 216. $27,900 à? Biển số đâu anh? Tầm này rồi, Tết đến nơi rồi mà xe kẹt mà có 27 triệu mấy trăm các bạn thấy rẻ không? Rẻ quá. Máy zin, sơn zin. Zin như Ngọc Trinh nữa, thầy khổ. Chỉ có đẹp 3 cà phê được rồi. Rồi, thì đây, con tiếp theo nha các bạn. Đó là cái con màu, con này đen, đen màu vàng. Đen, đen vàng, đen mờ, đen vàng, nó cũng là... Tôi đo 22.000 nhé. 22.000. Chúng ta 28 triệu thiếu. 28 triệu à? 28 triệu thiếu. Lời sao? Là hơn 27 triệu. À, hơn 27 triệu nha các bạn. Đó, chỉ có 27 triệu mấy trăm thôi. Chưa tới 28 triệu. Đó. Biển số đâu anh? Biển số 67. 67. Đó. Hay là mấy anh em nó đăng 27 đi. X thì theo cảm ứng. Rồi, tiếp theo là một cái con có cái con này tắp á, tem rồi. Tem. Cũng màu đen đó các bạn. Đen mà lên tem bạc à. Đen đỏ. Đen đỏ bạc. Nói chung là xe này nó có nhiều màu. Con ở đời nhiêu anh? Bao đẹp? 16 em ơi. Giá nhiêu anh? 28 triệu. 28 triệu. À. 26, 28 triệu nha bạn. Đó. Nhìn, nhìn rất là đẹp. Xe mà giờ nói 2 mấy triệu thì mua được rồi. 2 mấy triệu thì nói chung mình mua về mình đi ok mà. Rồi tiếp theo là một con màu trắng đỏ đen. Con này là 29 triệu 7. 29 triệu 700. 2017. $27,29,7. Đó. Thì 29 triệu mình chỉ trả 3-4 triệu, 4 triệu là mình lụm xe nha các bạn. Rồi tiếp theo là một con màu cũng trắng đỏ đen luôn. Con này giá 29.500 nhé. 29.500 đầu nhiêu anh? 27. 27. Đô 15.000 nhé. Đô 15.000. Rất là bốc. Hôm nay thì trắng đỏ đen thì có nghĩa là được có 4 con ấy. Thôi, tiếp con màu trắng đỏ đen nữa nè. 28 anh. Giá nhiêu anh? 297. Biển số đâu anh? 67 luôn nha các bạn. Rồi con màu trắng đỏ đen cuối cùng nha các bạn. 295.
con này nó có cái giò mót. Cái nào mà có cái giò mót mà điều khiển từ xa mà đề đổ là nó hơi hao bình. Đúng rồi, nó hao bình hết bình nhanh lắm. Ví dụ như gắn chống trộm được vậy. Bao nhiêu anh? 295. Mới pin. Mới pin rồi. Bữa nay còn mấy con anh? Mới pin còn 11.000. 11.000. 11.000 nha, màu đỏ. Đá là 265. Cái gì? Con này 26.500 à? 36.500 thôi các bạn. Rồi đây còn một siêu phẩm. Đây. Đây coi đi, đấy là siêu phẩm của Ad 150. Thì tại cửa hàng này ai cũng về 2019 cơ đo 2000. 2019 2000. Cơ đo 2000 đây. Đẹp từng centimet. Đây lắp tiền trang trí. Tiền lên đồ gần bằng tiền xe luôn. Con này lên đồ rất là nhiều luôn. Đây, gấp nhôm. Gấp nhôm luôn nha. Tiền lên đồ gần bằng tiền xe, mà bán xe thì chỉ bằng những cái giá xe bình thường mình thôi. Long lanh luôn các bạn. Con này lên đồ rất là nhiều, lên đồ chơi rất là nhiều luôn. Con này 29 đi 2000. Nó nhìn phê chưa? 2002 các bạn. Lên lên bô luôn. Bô này giống AK Mobix đó. Có bô này lỗi gì anh? Giống AK Mobix đó. Cây bô cũng mấy triệu đó. Có cần bỏ ra ngoài không? Có gì không? Có. Bỏ ra. Không, không, không. Bô này rất là đẹp. Móc này các bạn, trắng non luôn. Con này lên đồ chơi nhiều. Đây là đi. Sáng sáng quay cho quý anh chị và các bạn xem. Cái này nó dàn đèn trước nó không đủ chứ anh? Đèn á? Ừ, có. Nó không đủ nè. Đủ mấy mắt mà. Con này ban đêm thôi, con ban đêm thì khỏi chê đó. Đó. Con này giá nhiêu anh? Con này giá nhiêu hả? 43.500 à? 43.500 là giá bằng cái giá xe bình thường giờ đó. Xe mà 2019 bây giờ là đúng rồi, con này lên đồ chơi rất là nhiều luôn. Rất là nhiều mà quyết đồ xịn không nha. Đó, còn đồ xịn thôi nha. Đó, ai thích thịt này mua con này về chơi á. Cái dàn đồ này cũng khủng đấy. Rồi thì mình vừa lướt qua cái lô ad cho quý anh chị và các bạn ha. Quý anh chị và các bạn nào muốn mua con nào thì liên hệ á. Đó, thì tí nữa mình sẽ giới thiệu thêm cái dòng Winner. Rồi cũng Ad 135. Đợt này cũng có mô tô cũng rất là nhiều. Đó, mô tô nữa nha các bạn. Có dòng mô tô nữa. Đó, lướt sơ qua cho quý anh chị và các bạn xem á. Tí nữa mình sẽ báo giá chi tiết từng con. Rồi, số điện thoại các bạn. Rồi, Ad 135 đang còn rất là nhiều này. 135 có gì tí nữa mình sẽ báo giá chi tiết. Winner cũng nhiều. N viết AB đồ rất là nhiều luôn. Rồi đây lúc còn 2 con Ad 135 này luôn. Hả? Con này máy phim 19.500. 19.500. Con này máy phim luôn nhưng mà mất cảm âm 16.500.
À, mâm không phải mâm riêng à? Ờ, cái này là bánh căm rồi. À, bánh căm. 16.500. 16.500. Có nhiều anh em đâu biết không đâu. Đi bánh căm nha anh em. Đi bánh căm nha qua. Đây là 16.500 về con này. Này biển số đâu anh? Con này biển số 89. 89 hả? Dạ. Con phía bên anh. Con này biển số 93. 93 Bình Phước nha bạn. Đó, thì F135 thì còn con nữa đâu? 5 con mà. Còn 4 con anh em. Bán rồi, bán nhanh lắm. Ok thì có lý mà những cái video sau mình sẽ giới thiệu thêm những cái dòng Winner này, mô tô này. Mô tô có Kawasaki gì kia anh? FZ hả? Còn là FZ đúng không? Đó, FZS nha các bạn. Rồi. Nếu các quý vị và các bạn có những cái thắc mắc gì thì vui lòng comment bên dưới và đừng quên nhấn vào nút chia sẻ để ủng hộ kênh của mình và tham gia vào fanpage xe máy giá rẻ để cập nhật những cái lô xe mới nhất mới về cho quý anh chị và các bạn.